Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Những gương mặt tinh hoa và sự bảo kê của Đảng. Từ xưa đến nay, các triều đại phong kiến ở Việt Nam đã xem nạn tham ô, tham nhũng chính là nguyên nhân gây tổn hại tiềm lực quốc gia. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự suy vận của đất nước. Đến triều đại của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền song trùng, thì Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo ngồi xổm lên trên cả hiến pháp và tất cả các đạo luật khác. Từ đó, Đảng đẻ ra luật rừng của riêng Đảng, để có quyền thăng giáng chức cho phe nhóm, kết tội và tha bổng bất kỳ quan tham nào, cho dù tội trạng có lớn đến đâu. Tác giả Nông Văn Tiềm đã bình luận với bài bản tin Những gương mặt tinh hoa và sự bảo kê cho Đảng. Đây là hình ảnh ông Trần Đại Quang, khai man lý lịch, vẫn trèo lên chiếc ghế tới chủ tịch nước. Vào năm 2013, Đảng đã đưa ông trùm tham nhũng nổi tiếng ở Đà Nẵng, Việt Nam, đó là ông Nguyễn Bá Thanh, lên ngồi chiếc ghế trưởng ban nội chính Trung ương, kiêm phó ban thường trực phòng chống tham nhũng Trung ương. Và suýt chút nữa thì ông Bá Thanh đã vào được Bộ Chính trị để giành chiếc ghế Thủ tướng. Tới năm 2016, tại đại hội lần thứ 12, Trần Đại Quang quê tại Ninh Bình, một trùm mật vụ gây tranh cãi về gian lận tuổi tác, văn bằng, đã tái trúng cử ủy viên Bộ Chính trị và được xếp chiếc ghế chủ tịch nước. Dù ông ta được cho là đại ca đã bảo kê cho nhóm Vũ Nhôm, Út Chọc đi cướp đất, cướp dự án trên phạm vi cả nước, nhưng ông ta vẫn leo lên được vị trí nguyên thủ quốc gia này. Cũng năm 2016, hai nhân vật khác bị các cựu ủy viên Trung ương tố cáo, vạch mặt chỉ tên là thủ phạm phá nát nền kinh tế quốc gia. Cả hai bị đòi đưa lên giàn hỏa thiêu, đó là Hoàng Trung Hải quê gốc Phúc Kiến, Trung Quốc và Nguyễn Văn Bình quê Phú Thọ. Chớ trêu thầy, tại đại hội Đảng lần thứ 12, nhiệm kỳ 2016-2021, cả hai không chỉ thoát khỏi vòng tố tụng mà còn lọt vào Bộ Chính trị. Một người giữ chức Bí thư Hà Nội, một người khác giữ chức trưởng ban kinh tế của Đảng. Để rồi hết nhiệm kỳ mới chịu cái án cảnh cáo vuốt đuôi mà thôi. Đây là hình ảnh Bí thư Hà Nội, nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải liên quan rất nhiều đến dự án thua lỗ tham nhũng hàng nghìn tỷ nhưng vẫn chỉ bị cho kỷ luật sơ sài. Tại đại hội Đảng lần thứ 13 vào năm 2021, tấn tuồng này lại lặp lại với những kẻ không ra gì vẫn tái trúng cử ban chấp hành Trung ương của Đảng. Đó là Trần Quốc Cường, quê Nam Định, tỉnh ủy viên Trung ương khóa 12, bị kỷ luật cảnh cáo rồi tháng 4 năm 2018 với sai phạm nghiêm trọng trong giai đoạn ông ta đeo lòn thiếu tướng, phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Ông Cường được cho rằng đã bảo kê cho đàn em là sĩ quan tình báo Trung tá Nguyễn Vũ Hùng, thành lập công ty Bình Phong Việt Thái, vẽ ra dự án Đại Kim để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của dân, số tiền lúc đó lên tới 29 tỷ đồng. Được cười thay, đến tháng 7 năm 2019, Trần Quốc Cường lại được điều làm Phó Bí thư tỉnh Đắk Lắk qua giữ chức Phó trưởng ban nội chính Trung ương. Sau đó, ông ta ngồi vào ghế Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Rồi cuối năm 2016, Phạm Duy Cường, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái, bị đồng đảng là Đỗ Cường Minh dùng súng bắn chết ngay tại trụ sở làm việc. Phạm Thị Thanh Trà, quê Nghệ An, Ủy viên Trung ương khóa 12, được cho là người tình của ông Tô Huy Dứa, được đẩy lên thay thế. Quyền lực trong tay Bí thư Phạm Thị Thanh Trà cùng em trai là Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, cướp được hàng chục hecta đất rừng phòng hộ và đất nông nghiệp của dân, chuyển đổi thành đất ở để xây dựng biệt phủ và nhà thờ họ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tài tiếng dội lên cả nước, thế mà Phạm Sĩ Quý không hề hấn gì, còn Phạm Thị Thanh Trà được rút về Trung ương, được thăng chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng. Đây là hình ảnh biệt phủ Yên Bái của gia đình Bí thư Phạm Thị Thanh Trà cùng em trai Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Tại đại hội lần thứ 13, bà Trà tái ứng cử ủy viên Trung ương và nhảy lên ghế Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầy quyền sinh sát trong tay. Bà Phạm Thanh Trà và ông em Phạm Sĩ Quý dùng căn biệt thự nổi tiếng của ông Quý có được từ là từ Buôn Chổi Đót, điều mà dư luận xã hội trước đến nay đặt câu hỏi rất lớn với các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam khi giàu lên bất ngờ. Nguyễn Văn Hiếu thì quê ở Ninh Bình, ở Bình Định, và năm 16 tuổi bỏ học, ông Hiếu tham gia dân quân tự vệ phường rồi sinh hoạt đoàn, bò dần lên làm bí thư đoàn phường 9 quận Phú Nhuận, chủ tịch ủy ban nhân dân phường 9 quận Phú Nhuận, bí thư quận đoàn Phú Nhuận, phó bí thư thường trực thành đoàn, bí thư đảng ủy cơ quan thành đoàn. Từ một kẻ chưa hết cấp 2, Nguyễn Văn Hiếu bỗng
Tốc hành có liền bằng cử nhân hành chính, cử nhân luật, cao cấp chính trị, vân vân. Nguyễn Văn Hiếu kế nhiệm Tất Thành Cang để làm bí thư quận ủy quận 2 giai đoạn 2015-2016, nơi xảy ra đại án Thủ Thiêm. Hiếu chính là cánh tay đắc lực của bài lũ Lê Thanh Hải, dùng mọi đủ thủ đoạn cực kỳ xảo quyệt, gian manh và nguy hiểm để cướp đất ở Thủ Thiêm, gây ra nỗi oan khuất cho hàng chục ngàn hộ dân, đẩy những con người này đang sống bình yên trên mảnh đất của họ ra ngoài đường và bỗng nhiên trắng tay, dồn họ đến mức đục cùng với tiếng kêu gào than khóc thấu tận trời xanh. Trong đó có nhiều người vì quá ớt ức đã điên loạn và tìm đến cái chết. Đây là hình ảnh ông Tất Thành Cang bên trái trao quyết định bổ nhiệm cho Nguyễn Văn Hiếu. Lê Thanh Hải trả công Nguyễn Văn Hiếu bằng suất ủy viên dự khuyết Trung ương khóa 12. Tới năm 2018, Nguyễn Văn Hiếu được cơ quan điều tra đưa vào tầm ngắm để khởi tố bắt giam cùng với cựu bí thư quận 2 tiền nhiệm Tất Thành Cang và kế nhiệm là Nguyễn Hoài Nam. Tuy nhiên, tiền đã cứu Nguyễn Văn Hiếu thoát chết một cách ngoạn mục. Không những vậy, tiền giữ lại cho Hiếu suất ủy viên dự khuyết Trung ương khóa 13 và hôm nay Hiếu đang ngạo nghễ ngồi vào vị trí quyền lực thứ ba, đó là phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm sơ qua một vài gương mặt trong cơ quan đầu não của Đảng Cộng sản Việt Nam để thấy rõ hơn sự bao che, dung túng từ lãnh đạo chóp bu của Đảng trắng trợn như thế nào. Dễ thấy vì sao tham nhũng ngày càng thăng tiến theo cấp số nhân, lan rộng từ phường, xã cho đến cung đình, trung ương. Mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng cứ hô hào, đốt lò như bị nhập xác lên đồng. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quốc hội Việt Nam, quyền bính thực chất vẫn trong tay Đảng mà không ở tay dân. Việc một đại biểu được ngồi chiếc ghế đó hay không, được bước chân vào hội trường của Ba Đình hay không, cũng là do Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định cả. Nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam, ông Trần Quốc Thuận chỉ ra quyền lực tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Văn An, Vũ Mão hay Lê Quang Đạo là ba người được nhắc đến nhiều khi nói về đổi mới nghị trường Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng người thực sự bật đèn xanh cho việc đổi mới trong Quốc hội là ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh. Đừng biến Quốc hội thành cây cảnh của Đảng là câu nói nổi tiếng của Nguyễn Văn Linh khi vào năm 1987 trong không khí đổi mới thời bấy giờ. Đây là hình ảnh ông cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Từng là trợ lý của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã nói với đài BBC hôm 14 tháng 6 rằng một quyết định có tính chất cởi mở rồi sau đó siết lại thì cũng là việc bình thường, bởi trong chính trị họ chưa lường hết được tất cả các diễn biến, đến khi thấy có thể phức tạp họ sẽ chấn chỉnh. Ông nói, điều đó cũng không có gì là ngạc nhiên, ông Doanh điềm đạm chia sẻ. Theo ông, phương án và cách làm chỉ là nếu Quốc hội muốn nhiều tự do và phát biểu, nhiều dân chủ, nhiều ứng cử viên độc lập thì trước hết phải xin ý kiến của Bộ Chính trị. Vì thế, Đảng Cộng sản và Bộ Chính trị không muốn đổi mới thì cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội cũng đành chịu bó tay. Việc đổi mới của Quốc hội là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Quốc hội hoàn toàn không có độc lập với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi hy vọng rằng Đảng sẽ tiếp tục đổi mới, cởi mở hơn để thúc đẩy quá trình dân chủ hóa và lắng nghe ý kiến của người dân, ông Doanh nói. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định với đài BBC hôm 15 tháng 6 rằng Quốc hội chỉ là cánh tay của Đảng. Ông phân tích, nếu có cơ cấu như Quốc hội ở Việt Nam thì không cần dân bầu làm gì. Đảng cứ tự chọn ra một số người gọi là đại biểu, vì sự kiểm soát của Đảng Cộng sản với Quốc hội là 100%. Thực chất cơ quan này chỉ là công cụ của Đảng. Đây là hình ảnh Quốc hội họp vào ngày 16 tháng 6 vừa qua. Chính vì thế, bao giờ cũng thấy có quyết định gì thì họp trung ương trước, họp xong rồi thì Quốc hội mới cụ thể hóa quyết định đó của Đảng, theo ngôn ngữ của Quốc hội. Phản biện trong khuôn khổ xem lại vai trò của Quốc hội thì đây là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Việt Nam. Quốc hội có ba chức năng chính là lập pháp, là quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với các hoạt động của nhà nước. Quốc hội Việt Nam trong hiến pháp được mô tả đầy phấn khởi, đó là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng thực tế, theo ông Quang Nga, có tranh luận thế nào thì trên nghị trường thì quyết định cuối cùng cũng là ở Đảng.
Theo dõi những phiên chất vấn sôi nổi, ông Nguyễn Quang Nga bình luận tiếp: "Những vụ việc lớn được phanh phui hay được nêu ở nghị trường khiến ta tưởng rằng Quốc hội có quyền quyết định. Nhưng thực chất họ không được quyết định gì cả và tranh luận chỉ dừng ở mức nói qua lại. Nhưng nếu có vấn đề gì đi ngược lại với ý kiến của Đảng thì sẽ lập tức có cuộc họp Đảng đoàn của Quốc hội để chấn chỉnh." Vì Quốc hội có trên 96% là đảng viên của Đảng Cộng sản thì họ lấy kỷ luật của Đảng ra để xử lý. Cho nên chuyện dân chủ là không có và đương nhiên mọi quyết định cuối cùng đều nằm ở ý chí của Đảng, không phải của người dân. Ông Quang Nga đã chia sẻ như vậy. Đây là hình ảnh đại biểu Lưu Bình Nhưỡng từng nói trước Quốc hội rằng cán bộ mà thiếu gương mẫu, sống như thái tử, hoàng tử, chúa tể rừng xanh, sống xa hoa, đi nước ngoài ăn chơi bằng tiền ngân sách. Tương tự, ông Trần Quốc Thuận phân tích dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, việc đòi hỏi Quốc hội phải có tiếng nói phản biện mạnh mẽ là điều không hề dễ. Ông chia sẻ: "Tôi nhớ khi đưa ra nghị quyết phản biện xã hội thì có cuộc tranh luận ở tầm cao. Có người còn đập bàn ra nói, như thế này thì đa đảng rồi còn gì. Cho nên, dù bản chất của phản biện là suy xét tất cả mọi thứ, nhưng cuối cùng đọc kỹ thì nghị quyết phản biện là mặt trận và các đoàn thể chỉ phản biện dự thảo văn bản, dự thảo luật, dự thảo các nghị định chính phủ, dự thảo các chủ trương chính sách, v.v. Như vậy thì chỉ dừng ở mức góp ý, mà dự thảo thì có vấn đề gì? Điều làm nóng nghị trường hay không còn là những luật đang hiện hành, vì đây mới là những vấn đề sát sườn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Và tỷ lệ đảng viên hiện nay tại Quốc hội chiếm tới 96-97%. Mà đã là đảng viên thì làm sao có thể phản biện lại quyết định nghị quyết của Đảng được? Chiếc ghế đại biểu Quốc hội là do Đảng quyết định mỗi mùa bầu cử. Các khẩu hiệu được treo đầy đường rằng mọi quyền lực là của nhân dân. Nhưng theo ông Quang Nga, tất cả là do chỉ đạo của Đảng, chứ quyền lực không thuộc về nhân dân. Đây là hình ảnh ông Lê Trọng Hùng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 đã bị bắt giam và tuyên án ngay 5 năm tù giam. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nói tiếp, sự kiểm soát của Đảng đối với Quốc hội là từ trong quá trình lựa chọn, cơ cấu, các thủ tục hiệp thương và hiệp thương thực chất đã sàng lọc. Đảng có trăm nghìn phương thức để kiểm soát. Ông đưa ví dụ Đảng Cộng sản sử dụng cánh tay nối dài của mình như mặt trận Tổ quốc để loại các ứng cử viên độc lập ở vòng hiệp thương. Với những người tin tưởng Việt Nam đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thì Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội. Từ đó, việc Đảng lãnh đạo nhà nước, trong đó có Quốc hội là điều bình thường, ông nói. Còn với không ít người khác, quy trình Đảng cử dân bầu vẫn khiến Quốc hội, theo tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nhận định là chỉ là một cây cảnh của Đảng hơn là cơ quan quyền lực tối cao.